cái túi này giống như túi thần kỳ á, túi Doraemon vậy á. Cái gì cần thiết nhất cũng phải có trong này, công năng sử dụng đúng ý mình là điều rất cần thiết. Vì vậy Kỳ Lân là đơn vị chuyên handmade phục vụ cá nhân hóa sản phẩm theo yêu cầu. Bên trong này có một cái ngăn, ngăn này là mình không có dây kéo, ngăn trong này không thiết kế dây kéo để trống để mình để những cái đồ giấy tờ mà mình cần thiết mình để trong này. Và bên phần nắp của cái túi này cũng có một cái ngăn bên trong cũng để những giấy tờ, và bên trong cái ngăn đó sẽ có những cái ngăn nhỏ để mình để những cái thẻ ATM, căn cước công dân hay là mình để card visit trong này. Và quan trọng nhất là chỗ này, cây bút. Rồi, ví để đây, giấy tờ để bên trong này, tiền để đây, mic, bộ mic làm việc, đồ cầu rau, tiện lợi, tiện dụng vô cùng, nước hoa. Thơm. Pin sạc dự phòng. Pin sạc dự phòng là hầu như ai cũng cần bây giờ á. Một cái tai nghe. Kính này để mà Kỳ Lân coi hột xoàn, coi những cái chuyện của những cái đồng hồ chính hãng, những chiếc điện thoại chính hãng là cái kính này. Và một bộ để mà mình đo ni tay, sai tay, sai nhẫn cho từng ngón tay của từng quý khách để làm những chiếc nhẫn đeo đẹp nhất, rất quan trọng. Cái đèn flash. Còn đây là cái thước điện tử để đo, đo chiều dài, chiều rộng, chiều cao, thước điện tử. Thậm chí là đựng được những cái sản phẩm giá trị khi Kỳ Lân đem theo bên mình. Ví dụ như cặp bông tai, hột xoàn, kim cương, tuyển chọn của Kỳ Lân. Sau đó kéo lại. Cái túi này giống như túi thần kỳ á, túi Doraemon vậy á. Cái gì cần thiết nhất cũng phải có trong này. Những gì cần thiết nhất để phục vụ cho công việc cá nhân, công việc kinh doanh và công việc đi chơi, đi du lịch, đi công tác thì đã có đầy đủ trong chiếc túi này của Kỳ Lân Luxury. Một chiếc túi ngoài chức năng là đồng hành cùng những outfit đẹp đi diễn sự kiện, đi công việc, thì cái vấn đề chính cần thiết nhất ở một chiếc túi nữa là để được nhiều đồ. Vì vậy một chiếc túi ngoài vấn đề kết hợp tạo dưa cho điểm nhấn trên trong những bộ outfit thì công năng sử dụng đúng ý mình là điều rất cần thiết. Vì vậy Kỳ Lân là đơn vị chuyên handmade phục vụ cá nhân hóa sản phẩm theo yêu cầu, từ thiết kế logo cho quý khách, từ chất liệu theo yêu cầu và từng công năng sử dụng theo từng nhu cầu của từng quý khách. Đó là những cái điều mà Kỳ Lân luôn hướng đến để phục vụ sở thích và cảm xúc đến với tất cả quý khách hàng hài lòng nhất về những sản phẩm handmade độc bản, đặc biệt là những sản phẩm tạo nên sự cá nhân cho từng quý khách. Thân ái, Kỳ Lân kính chào tất cả quý khách. Hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.